Theo công bố của Honda Việt Nam vào hồi đầu tháng 1, trong tháng này, dòng xe BRV không có chương trình khuyến mãi chính hãng. Để đẩy mạnh doanh số trước dịp Tết Nguyên đán, các đại lý phải tự chạy chương trình ưu đãi riêng dành cho mẫu MPV cỡ nhỏ này. Theo đó, một số đại lý hiện đang hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho Honda BRV bản G tiêu chuẩn. Với ưu đãi này, khách hàng sẽ tiết kiệm được số tiền khoảng 33 triệu khi làm thủ tục đăng ký cho xe. Với bản L cao cấp, Honda BRV được đại lý tặng tiền mặt thay vì ưu đãi lệ phí trước bạ. Mức giảm tiền mặt sẽ thay đổi tùy theo đại lý, có thể lên đến 30 triệu. Ngoài ra, đại lý còn tặng bộ phụ kiện và một năm bảo hiểm vật chất cho khách hàng mua mẫu MPV cỡ nhỏ này trong tháng 1. Honda BRV là dòng MPV cỡ nhỏ đã lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam vào hồi tháng 7 năm rồi. Kể từ tháng 9, mẫu xe này liên tục được hãng ưu đãi lệ phí trước bạ với mức 100% đối với bản G và 50% với bản L nhằm đảm bảo khả năng cạnh tranh với các đối thủ trong cùng phân khúc. Nhờ đó, trong thời gian qua, mẫu xe này có doanh số khá khả quan. Trong tháng 12, hãng Honda đã bán được 706 chiếc BRV cho khách hàng trong nước, tăng 29% so với tháng liền trước. Cộng dồn cả năm 2023, người Việt đã mua 3047 chiếc Honda BRV. Con số này không hẳn là thấp, đặc biệt khi mẫu MPV nhà Honda có giá cao hơn nhiều đối thủ giao động từ 661 triệu và 705 triệu. Đó là chưa kể đến việc Honda BZV mới được bán ở Việt Nam trong thời gian 6 tháng. Với kết quả này, BZV là mẫu xe bán chạy thứ 4 của thương hiệu Honda tại Việt Nam, sau City, CZV và HZV. Thế mạnh của BZV nằm ở thiết kế MPV -like SUV đẹp mắt và hệ thống an toàn hiện đại. Cụ thể, xe được trang bị gói tính năng an toàn chủ động Honda Sensing tiêu chuẩn, bao gồm 6 tính năng là phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, giảm thiểu chạch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và thông báo xe phía trước khởi hành. Ở bản cao cấp, xe sẽ có 6 túi khí và hệ thống quan sát làn đường Honda Landwatch. Ngoài ra, Honda BRV còn sở hữu sức mạnh động cơ khá vượt trội trong phân khúc MPV cỡ nhỏ. Nằm bên dưới nắp capo của xe là động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực và mô men xoắn cực đại 145 Nm động cơ đi kèm với hộp số tự động biến thiên vô cấp cvt và hệ dẫn động cầu trước